Em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay bên em mới về được một lô máy phát điện chạy xăng của Trung Quốc, mã máy là MS5500CX. Máy cho công suất max là 4.5 kW. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nha. Bên em mua thanh lý được của một cửa hàng. Thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu về một dòng máy xăng mà mới, hàng mới nha, mà tiền ít, rẻ, thì đây là một trong những lựa chọn rất là hợp lý luôn. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng, chưa xăng nhớt gì luôn. Đấy, bên em mới bóc thùng ra. Đấy. Lô này có đâu đó nó khoảng mười mấy, gần 20 chiếc. Thì bên em bán còn khoảng 6 chiếc thôi. Thì quý khách hàng nào nhanh tay liên hệ em nha. Đấy. Hotline bên em 0966421739, Zalo bên em. Trọng lượng đối với dòng máy mà MS5500CX này rơi vào khoảng 70 kg nha quý khách hàng. Điện zin 220 luôn, chạy chổi than AVR. Máy sử dụng động cơ 13 HP của Trung Quốc. Đấy, Mitsui Yama này. Đấy. Thương hiệu này đến từ Trung Quốc nha quý khách hàng. Em sau đây em sẽ quay chi tiết. Đây, quý khách hàng có thể thấy bình xăng này nó rơi vào khoảng 10 lít, 10-15 lít. MS5500CX, máy chạy xăng nha, Mitsui Yama nha. Công suất của nó 4 kW, max của nó là 4.5 kW. Chỉ có giật nổ thôi, không có đầy nổ. Đây quý khách hàng có thể thấy công tắc tắt mở. Đồng hồ báo vôn zin 220 luôn. Hai ổ cắm 30A này. 30A 220 AC. Đây đầu phát đây, quý khách hàng có thể thấy. Đầu phát 4.5 kW, động cơ 13 ngựa của Trung Quốc nha. Đây 13 HP của Trung Quốc. Mới 100%, chưa xăng nhớt gì. Giá rất rẻ luôn. Dòng này thì bên em đang giao nó rơi vào khoảng 3.8 triệu đến 4 triệu một con nha quý khách hàng. Đấy. Quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ em. Đây quý khách hàng có thể thấy. Mới 100% chưa qua sử dụng. Bên em có giao hàng toàn quốc nha. Dòng này thì tiền ít thịt nhiều. Đấy. Quý khách hàng nào kinh tế hạn hẹp thì mình sử dụng dòng này dự phòng cũng được. Trong mùa hè và mùa mưa bão nha. Trọng lượng máy 70 kg, giá trên chưa bao gồm vận chuyển nhé. Bên em có gian hàng trên tất cả các nền tảng xã hội và các trang thương mại điện tử. Quý khách hàng có thể truy cập và theo dõi các sản phẩm mới nhất bên em. Hotline bên em 0966421739, Zalo bên em. Mẫu máy này cũng là hàng, cũng là hàng chất đấy quý khách hàng. Củ điện rất là lớn luôn, 4.5 kW. Là chất là so với dòng Trung Quốc thôi, cứ còn nếu mà so với dòng máy xịn thì không thể nói chất được nha. Rất đẹp luôn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ, ủng hộ bên em.